các bạn trong đội văn nghệ trình diễn vào ngày 3 tháng 11 chiều mai lúc 16 giờ, các bạn họp tại phòng họp của trường. Xin các bạn thông báo các bạn sinh viên trong đội văn nghệ của trường trình diễn vào ngày 3 tháng 11, các bạn ngày mai các bạn họp vào lúc 16 giờ tại phòng họp của trường với ban giám hiệu. Và tiết mục mở đầu là bài hát Áo Dài Hơi do tác thể của tri đoàn giáo viên thể hiện.